Mở đây lên xem nào. Nước bỏ chết rồi giờ. Cho tất cả anh em nhé, năm nay tổ chức lễ trung thu cho vui chơi trẻ con nhé. Đấy, hai đồng chí kia là đồng chí trực đoàn. À, trực đoàn là dẫn đầu các trẻ, là trung cơ quân mình nhé. Alo ạ. Các kiểu à? Ngọt thế. Vâng, đây rồi. Đây, đa các kiểu này. Vâng. Kiểu trung thu là kiểu gì? Kiểu trung thu này này. Tôi kiểu này, lần đầu nhìn thấy đấy. Bánh cũng là kiểu, thì con cũng là kiểu. Nhưng mà cho anh cười, không có nhớ đâu. Xe 4 à? Bây giờ chỉ là 3. Bún luôn chị ơi, bún luôn. Không đủ. Chuối là vui. Đấy, chuẩn. Chị cắt rất chuẩn đấy. Đây, mọi người chị cắt rất chuẩn đấy. Chuẩn ngon. Không bớt thường hay gì đấy, cho điều cho cắt chuẩn con này. Nhưng bảo là em qua trực tiếp này chị giá nhá, chị trẻ lắm đấy nhá. Đấy, chị trẻ lắm nhá, nhìn nè. Nhìn hàng gọi chị vẫn ngon lành lắm rồi. Chị vẫn trẻ lắm đấy. Thì tay nghề của chị làm ra làm mình ra thì cắt chỗ trên sầu được nữa. Thì thuận lấy YouTube tí đi chị ơi. Đấy. Sảnh thế, chỉ giữ mình cái đấy. Đỡ mình cái để em làm cho không. Thảm làm thì đi ô. Lên đi không. Đi ô. Sao hổ thế. Đi đấy. Hai đồng chí đang chơi kiểu nhá. À, Sơn này à. Bố đâu. Chị được giao chỉ với em nhá. À, các quả chia cho các cháu ở đây nhá. Đấy. Đấy các quả ở đây. Quả chia cho các cháu ở đây. Ngồi nào, ngồi vào ghế đây, đi lên. Mày ra đây. Có số máy của Giang. À, bữa lễ trung thu của mình chỉ có thế này, trong cái quà tụi mình chủ tổ chức thế này đấy, chỉ có bộ hành thế này đấy, các gì đây đấy, quà cát mình đã chuẩn bị sáng thế này, mình chám chưa đấy. Cô chỉ cho mình nhiều thuốc không? Nhưng mà tỏ chế hả? Chào tôi ạ. Ui. Đây, cứ lấy cái này phát đã. Này, mày lao đây. Cứ like cho bên kia này. Thứ thức để về sử trí về hãy giúp thôi. Và với cầu nó sẽ là thay mà là cho làm ăn kẹo giữa tay nào. Các cháu giơ tay nào. Hello, bộ chưa?
À, các cháu có hiểu ý nghĩa của chú Cú không? 1, 2, 3, 4, go! Các cháu đã hiểu ý nghĩa của Trung Thu là gì chưa? Chưa hiểu đúng không? Chưa, các cháu thế này, Trung Thu thì có từ rất lâu đời rồi, từ nhiều năm nay rồi. Và đấy là cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mình. Đấy, đây là một cái truyền thống mà cần phải lưu giữ. Như hôm nay là chúng ta gặp nhau là thế nào? Trung Thu gặp nhau ấy, đây là thể hiện cái sự đoàn viên của gia đình. Trung Thu gặp nhau là tất cả những gia đình này. Trung Thu là gắn kết, tình đoàn kết của gia đình. Ý muốn nhá. Bắt đầu nhá. Ờ, chúc mừng người sinh nhật. Muốn đây. Thế là hôm nay đảng ủy rất chỉ đạo, thể hiện cái tình cảm với nhau đấy. Không nghe. Bình thường là các cháu không thể biết nhau là ai con nhà ai cả đúng không? Nhưng hôm nay là ta biết nha, các cháu biết là à, bạn này là con của bố này này. Và sau này, sau cái cuộc này thì công đoàn sẽ đứng ra tặng quà cho các cháu. Đấy mà mình sẽ học tập thật giỏi để về giúp xã của mình là không còn là xã nghèo nữa mà là xã phát triển. Đấy, các cháu ạ. Công đoàn sẽ tặng quà cho các cháu của là thành viên công đoàn nhé. Em không sao đây. Sau đấy là tặng lòng mọi người mê rồi. Vâng, kính trân trọng quý chị Hằng ạ. Chị Hằng bên các cháu ạ, đây thì anh dẻo, anh nướng. Thực ra thì đây là quả là cũng đủ đấy ạ. Thì các đồng chí là ơi, các đồng chí lên đây. Từng người nhá. Kiểu đấy. Ừ. Chắc cái này mai mới giỏi hơn. Anh nhá. 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 Anh nhá.
Ủa nhà anh nhà Lý chứ mà. Nhà anh nhà Lý thế kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.